Hello everyone, BDS Cẩm Mỹ 1 xin hân hạnh được chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Chúc cho các bạn một ngày mới mạnh khỏe, công việc được thuận lợi. Nhân dịp ngày lễ 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, mình xin chúc cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, trong những ngày nghỉ lễ được vui vẻ bên gia đình. Trong video này, BDS Cẩm Mỹ 1 hôm nay sẽ hát tặng cho tất cả các quý vị và các anh chị để tỏ lòng cảm ơn các quý vị trong những ngày tháng qua đã đồng hành với kênh BDS Cẩm Mỹ 1 trong những công việc kinh doanh và mua bán ký gửi nhà đất bất động sản tại huyện Cẩm Mỹ cũng như là khu vực sân bay quốc tế Long Thành. Và giờ đây xin mời các quý vị và các bạn hãy cùng đón nghe. Xin CHOTTCMINGN TH and HPH SNB Xin CD NBT and GS and Long TH and H City Hotline 0982687668 GP and 6PCT NUTBT NES and TI Long TNANG 9 Lian H Zalo 0982687668 Bit Dan 6T BDS Cẩm Mỹ 1 được phát sóng 6 giờ 15 phút sáng ngày mai trên kênh YouTube mỗi ngày. Mời quý vị các bạn cùng đón xem. Xin chân thành cảm ơn.
CN and Ku Visa video BNK Kane BDS Kemi 1 in CH and CMN.